Chào mọi người, hôm nay mình đã đọc chương Khéo Can Được Vua. Trong cô kể chuyện câu chuyện ông vua là yêu quý một con ngựa, khi nó chết thì muốn chém đầu người nuôi ngựa. Thì vị quan này không trực tiếp can gián là như thế là đúng hay sai, mà ông chỉ hỏi trọng những vị hôn quân trong quá khứ. Khi mà bắt đầu phải sai người phanh thây người ấy, thì sẽ nhớ từ đâu? Vị vua hỏi rằng mình phanh thây người nuôi ngựa này thì khác gì những kẻ hôn quân đó. Thì hành động của vị vua này muốn chém người nuôi ngựa là thể sự sân trong sân, bản chất đấy là giận dữ khi mất những cái mình yêu thích, đổ lỗi cho người khác. Vị quan này rồi có sự trí tuệ, không trực tiếp căng gián đưa thể đối đầu với nhà vua, mà sử dụng câu chuyện khác để nhắc nhở ông này cách rất là khéo léo. Tiếp theo, vị vua bảo bỏ tù người nuôi ngựa này. Thì người quan này có mấy bảo là trước khi bỏ tù hãy để thần vạch tội cái nuôi ngựa này thì hắn biết hắn tội ở đâu. Nhưng mà thực ra bản chất cái đó là vạch tội, nhưng mà ông ấy lại nhấn mạnh vào cái điều thứ ba đấy, khi mà bị vua vào tù người này ấy thì hậu quả sẽ gì đó. Người dân trong thiên hạ trách là hôn quân nước ngọt láng giềng lòng ngó đó, và vị vua này cũng có sự trí tuệ nhận ra là không không biết là mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất là lớn và tha cho người nuôi ngựa. Thì chúng ta có thể thấy câu chuyện này mình phân tích bốn cái hành động như thế, thì sự hành động tiên tiên trong tân sân, ba hành động tiếp theo để sự dễ trí tuệ, và gốc đạo đức của vị quan này nữa. Ông vì người khác, vì người đi ngựa, vì vị vua mình tốt lên mà mới phải gọi động não đúng không, nghĩ ra cách để xử lý vấn đề. Ok, nó liên tưởng đến công việc của chúng ta, các bạn hãy tưởng tượng nhé. Đấy là khi mà chúng ta nói là chốt trượt phòng đi, chúng ta rất bực mình, chúng ta trách khách, chúng ta trách cộng tác viên, trách sale online. Chúng ta đầu tiên chúng ta xem xét trách nhiệm bản thân mình trước đó. Và cái thứ hai là trí tuệ, đấy là khi mà chúng ta muốn giúp một người nào đó, muốn họ nhận ra điều gì đấy, không vẫn cứ phải là họ sai đâu, ông bạn làm như thế là sai đâu. Nhưng khi đặt cho họ những câu hỏi và họ kể cho họ những câu chuyện đó, cách để họ tự suy nghĩ xem họ đúng hay sai thì đúng hơn rất là nhiều. Đặc biệt trong các bạn hướng dẫn các bạn nhân viên mới, các bạn làm sai một cái gì đó. Cảm ơn mọi người nhé.